con là học sinh của trường học Westminster. Chúng con đang làm một bài phim sẽ sử về Tết. Chúng con có thể nói anh một lần để câu hỏi được không? Được. Dạ, không có gì. Sure. Năm nay, anh đến đây để làm gì cho Tết? I'm here to get a gift. This year for Tet, I'm gonna eat with my family, of course, and then get lots of BC. Yeah. Năm nay thầy sẽ đi diễn hành Tết, đánh bài để và lì xì. Nhưng mà đánh bài là chính. Thầy thích gặp gia đình để đánh bài để ăn tiền của những người anh chị em hay là cô chú. Tết is like spend time with family and meet up with old relatives and. Năm nay bạn sẽ làm gì cho Tết? Để làm gì? Năm nay để làm gì? Tên đây làm gì? Oh, you say it! Yeah, what do I say now? No. Answer! Oh, party! Alright, yeah. Năm nay ông để làm gì? Cho Tết thì không bỏ được. Oh, thì ông chỉ đứng đó thôi hả? Oh, vui lắm, vui lắm. Tell Ben, Tết là gì? What is that? Yeah. Money? I'm waiting for an answer. There you go. Money. Cho thầy Tết là cái cơ hội mà để mọi người được gặp gỡ với gia đình. Nhất là khi mình ở Mỹ thì mọi người ở rất là xa và không có cơ hội để gặp gia đình nhiều, thì cái cơ hội đó là Tết là một cái cơ hội để gặp được gia đình, mình gặp nhau, mình ăn đồ Tết, mình đánh bài. Sao bạn đã gì là gì? Tết, to me, it's, well, I don't have a very good grasp on what it is exactly because I'm still pretty young, but what it means to my mom, my grandma, it's a very old tradition, and it's kind of like a rebirth, because, you know, it's everyone's birthday for everyone, so. I think it's pretty cool. I like it. It's different. Tell ông, Tết là gì? Tết là... Wait, nói lại được không? Em không nha. Ok, cảm ơn ông. Chị thích làm gì để chuẩn bị cho Tết? I like to play cards with my parents, but they don't let me. For preparation, I usually just eat a lot of bánh trứng bánh tét, so... Ông thích làm gì để chuẩn bị cho Tết? Vậy, đứng đó vậy hả? Ok. Ok, năm qua thầy tập bài lấy bao nhiêu tiền? Năm qua gì? Năm qua thầy lấy bao nhiêu tiền? Năm qua thầy lấy bao nhiêu tiền? Thầy không bao nhiêu tiền? Ok, cảm ơn thầy. Năm qua thầy thắng bao nhiêu tiền? Bị xì hay là thắng đánh bài á? Thắng bài. Ờ, thắng bài thôi, thì thắng cỡ 100 đồng. Thắng mấy đứa cháu á. Cảm ơn chị. Chúc chị luôn sẽ đẹp, luôn và luôn luôn sẽ đẹp. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Nhà chúc thầy cũng tình vợ. Mọi sự như ý luôn luôn sẽ đẹp. Luôn luôn sẽ đẹp. Ok, cảm ơn em nhiều. Em chúc ông may mắn và luôn luôn trẻ đẹp. Luôn luôn trẻ đẹp. Ask the questions, go. Đẹp lắm. Queue up with me. Play that champ that you don't see in any of your games. I stray away from the meta. You shouldn't be afraid. Cause they might think you got nothing, but I disagree. So just take a chance and you'll become a legend of the league. All around the rift, good champs are failing. Losing to you would be degrading. And you'll leave the confusion raging when you play Poppy for me. Play Victor for me.
it for me.